Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi dành nhiều đất để làm sân chơi cho trẻ em và thanh niên sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay. Trước đây, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi có ít sân tập thể thao, đặc biệt là sân bóng đá do đất chật người đông. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm đến vấn đề này, quy hoạch quỹ đất dành để làm sân bóng ở các thôn. Năm 2015, xã đã quy hoạch một khu đất gần Ủy ban nhân dân xã làm sân bóng đá mini cho trẻ em của xã. Năm 2017, xã dành khu đất rộng ở thôn Vũ Dương và Ân Thi 1 làm hai sân bóng cho thanh thiếu niên. Hiện nay 4 trên 5 thôn của xã Hồng Quang có sân bóng đá, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ được chơi bóng đá hàng ngày, đồng thời khuyến khích phong trào tập luyện thể thao trên địa bàn xã. Xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ hiện có tới 9 sân bóng chuyền, mỗi sân có diện tích từ 100 đến 200 mét vuông. Các sân này hầu hết được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, các trang thiết bị để phục vụ hoạt động thể thao như đèn chiếu sáng, lưới bóng cũng được người dân tự nguyện đầu tư. Trong những năm qua, nguồn kinh phí để các thôn xây dựng cải tạo các sân bóng chuyền ước tính trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh sự đầu tư về cơ sở vật chất, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thi đấu thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Vì thế, phong trào chơi bóng chuyền hơi ở xã Đồng Than phát triển, các câu lạc bộ bóng chuyền của xã thường xuyên xếp ở các vị trí cao trong các giải bóng chuyền do huyện Yên Mỹ và tỉnh tổ chức. Người cao tuổi xã Tống Chân, huyện Phù Cừ có 1.200 người cao tuổi, trong đó có 20% số người tập luyện thể thao thường xuyên. Xã có 3 thôn, thôn nào cũng thành lập được ít nhất 3 câu lạc bộ thể thao của người cao tuổi là câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng chuyền hơi và câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Trong đó, cầu lông là môn thể thao thế mạnh và được người cao tuổi ở xã tập luyện từ năm 1997. Ngày hai buổi sáng chiều ở nhà văn hóa các thôn cũng có khoảng 40 người cao tuổi tập trung rèn luyện sức khỏe ở các bộ môn. Dù thời tiết lạnh nhưng các cụ vẫn tập luyện đều đặn. Các cụ cho biết, thời tiết lạnh thì các cụ tập muộn hơn một tiếng so với bình thường để duy trì sức khỏe. Địa phương cũng thường xuyên tổ chức các giải giao lưu thể thao cho người cao tuổi nâng cao tinh thần, tuổi cao, gương sáng. Câu lạc bộ cầu lông Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên được thành lập từ năm 2013 với 34 thành viên là các y bác sĩ của bệnh viện cùng nhiều người yêu thích thể thao tại thành phố Hưng Yên. Thời gian tập luyện của họ chủ yếu là sau giờ làm việc, từ 17h30 phút đến 20 giờ hàng ngày. Để khuyến khích phong trào thể thao, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng tham gia luyện tập cùng các nhân viên. Đồng thời, bệnh viện cũng xây dựng nhà luyện tập cầu lông có 2 sân tập với tổng diện tích gần 800 m². Do đó, trong các giải thể thao của ngành, luôn được xếp thứ hạng cao. Từ đây đã có nhiều tay vợt xuất sắc, giành được nhiều thành tích cao như Đoàn Văn Khôi, Ngô Duy Đông, Hoàng Quốc Khái, Phạm Thị Thảo. Huấn luyện viên Lê Thị Thanh Huyền của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh không chỉ là vận động viên, huấn luyện viên của bộ môn pencastilat mà còn được biết đến là vận động viên, huấn luyện viên môn võ gậy và đã từng vô địch võ gậy thế giới. Tại SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines năm nay, hai vận động viên được chị đào tạo đã giành thành tích xuất sắc đem về niềm tự hào cho Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng. Huấn luyện viên Lê Thanh Huyền sinh năm 1982, quê ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Năm 1998, chị bắt đầu học tập và huấn luyện tại trường nghiệp vụ thể thao tỉnh, nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh. Bén duyên với thể thao từ môn võ pencastilat, liên tục từ năm 1998 đến năm 2005, chị giành được nhiều huy chương tại các giải vô địch trong nước và khu vực. Không chỉ được biết đến là vận động viên môn võ pencastilat, chị còn là vận động viên môn võ gậy đạt huy chương bạc SEA Games 23 tổ chức năm 2005 tại Philippines và giành huy chương vàng thế giới năm 2005 cũng ở môn này. Trước đây cái luật của mình cũng có cái khác, nhưng mà các đòn thế hay gì thì thật ra nó vẫn vậy. Cho nên khi mà được gần gũi các em trong quá trình mà tập luyện để chuẩn bị thi đấu ở SEA Games ấy, thì mình cũng vẫn hướng dẫn được các em và khắc phục những thiếu sót của các em. Năm 2006, chị Huyền chuyển sang cương vị huấn luyện viên. Từ đó đến nay, chị đã đào tạo được nhiều vận động viên pencastilat giành thành tích tốt tại đấu trường trong nước. Đặc biệt mới đây, tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines, quê hương của môn võ gậy, hai học trò của chị là Doãn Thị Nhuần và Nguyễn Đức Trí đã xuất sắc giành được huy chương bạc và huy chương đồng môn này. Để có được những kết quả ấy, chị đã phải rất nghiêm khắc với học trò trong quá trình rèn luyện. Trong các cái buổi tập ấy thì rất là nghiêm khắc và cái trình độ chuyên môn của cô đòi hỏi của vận động viên phải rất là cao. Bên ngoài thì cô là một người nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Cô cũng nghiêm khắc trong việc tập luyện và sinh hoạt ăn ở.
cô rất là chăm chút cho bọn em từng kỹ thuật một trong tập luyện. Em được đi thi đấu, được có thành tích ngày như ngày hôm nay là nhờ vào công lao của cô. Dù ở trên cương vị vận động viên hay huấn luyện viên, thì chị Lê Thị Thanh Huyền cũng có những đóng góp nhất định cho lĩnh vực thể thao thành tích cao của Hưng Yên. Huyền luôn ý thức trách nhiệm rất là cao trong cái việc rèn luyện cũng như tu dưỡng đạo đức, lối sống, phong cách của người vận động viên, huấn luyện viên. Thế và nay thì lại là một cái nguồn tiếp lửa rất là tốt cho các thế hệ vận động viên sau này, đặc biệt là hai vận động viên duy nhất của Hưng Yên tham dự SEA Games 30 vừa tổ chức tại Philippines. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự về huấn luyện viên Lê Thị Thanh Huyền đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.